1. Chợ Nổi Ngã Năm cũng là một tỉnh thuộc miền sông nước nên Sóc Trăng có chợ Nổi Ngã Năm cực kỳ nổi tiếng. Nơi đây là phiên chợ trên sông có vị trí cực kỳ thuận lợi, là giao điểm của năm con sông tỏa ra năm ngả, Cà Mau lên, Vĩnh Quế vào, Long Mỹ, Thanh Trị qua và Phụng Hiệp xuống. Chợ Nổi thuộc thị trấn Ngã Năm, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng, nơi đây buôn bán đầy đủ mọi thứ, nhất là những hoa quả đặc sản miền sông nước. Tới với nơi đây du khách sẽ được thưởng thức về những đặc sản cũng như hiểu thêm về cuộc sống con người nơi đây. Chùa Rơi, đây là một công trình kiến trúc tiêu biểu cho kiến trúc của đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng. Chùa Rơi tọa lạc tại số 73B đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Kiến trúc của chùa được coi là tiêu biểu cho kiến trúc của dòng Phật giáo Nam Tông Khmer Nam Bộ, và chùa được xây từ khoảng thế kỷ 16, cho đến nay vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn vẻ đẹp của nó. Cảnh quan phía trong chùa được thiết kế cực kỳ hòa hợp giữa chùa và không gian phía ngoài. Đặc biệt khi tới đây du khách sẽ thấy hàng ngàn con rơi khá lớn treo mình trên cây ở khuôn viên chùa. Bảo tàng Khmer, nếu có dịp đến với Sóc Trăng thì nhất định đừng bỏ qua nơi này, ghé thăm nơi đây bạn sẽ phần nào hiểu được về nét đẹp văn hóa của dân tộc Khmer. Bảo tàng Khmer có vị trí ở phường 6, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một công trình được xây dựng theo kiến trúc của chùa Khmer, và phía bên trong thì chứa nhiều hiện vật phản ánh đời sống tinh thần, cũng như đời sống thường nhật phong phú, đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra nơi đây còn trưng bày các loại trang phục, nhạc cụ, cực kỳ đặc sắc. Nếu bạn là một người ưa thích khám phá những giá trị văn hóa, hay đơn giản là chưa có hiểu biết gì đối với dân tộc Khmer, thì đây là nơi bạn nên ghé qua. Vườn cò Tân Long, với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, Sóc Trăng là nơi thích hợp cho nhiều loài động thực vật phát triển, đặc biệt nơi đây còn có vườn cò Tân Long, là nơi sinh sống của rất nhiều loại cò quý hiếm. Vườn cò Tân Long nằm trên địa phận xã Long Bình, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng do gia đình ông Huỳnh Văn Mười quản lý. Đến với nơi đây bạn có thể cảm nhận được không gian yên bình, thư thái với diện tích 1,5 hectare. Nhiều loài chim, cò tại đây như cò gà, cò trắng, cò trâu, cồng cộc, chung sống hòa thuận tại nơi này. Hàng ngày cứ lúc bình minh hay hoàng hôn thì vườn cò này lại ríu rít bởi tiếng chim, tiếng cò sải cánh bay đi, trở về. Ngoài ra, khi đến với nơi đây bạn còn có thể được thưởng thức nhiều món đặc sản dân dã của Sóc Trăng, hay miền sông nước nói chung. Chùa Chén Kiểu. Để đi tới chùa Chén Kiểu cực kỳ đơn giản, bởi ngôi chùa này nằm trên quốc lộ 1A, cách thành phố Sóc Trăng khoảng 12 km, trên đường đi tới Bạc Liêu. Điều làm nên sự đặc biệt của ngôi chùa này so với những ngôi chùa khác ở Sóc Trăng, là dù cũng được thiết kế theo kiến trúc chùa Khmer nhưng những chén, đĩa sứ đầy màu sắc, hoa văn được ốp lên tường trang trí ở nơi đây. Vì được xây theo kiến trúc Khmer, nên mái chánh điện nơi đây cũng được xây theo dạng tam cấp và sơn màu vàng.
6, chùa Đất Sét. Ngôi chùa này ngự tại số 286 Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Chùa Đất Sét còn có tên khác là Bửu Sơn Tự và đã có tuổi đời trên 200 năm, hiện nay mỗi ngày nơi đây đón tiếp khoảng 200 lượt du khách tới thăm. Chùa Đất Sét nổi tiếng gần xa với 1.901 pho tượng Phật, trên 200 linh thú, bảo tháp, lư hương, làm bằng đất sét tại đây cùng với những cây nến nặng 200kg có thể cháy hàng chục năm. Tháp đa bảo tại đây cao tới 13 tầng, mỗi tầng thì có tới 16 cửa, mỗi cửa sẽ được đặt một tượng Phật. Ngoài ra còn có tháp bảo tòa và nhiều công trình khác tại đây. Cho đến hiện tại thì ngôi chùa Đất Sét này vẫn được con cháu dòng họ Ngô gìn giữ, bảo vệ cẩn thận để lưu giữ lại công lao to lớn của thời ông cha. Chùa Khơ Leng. Ngôi chùa Khơ Leng có địa chỉ tại số 71 đường Mậu Thân, khóm 5, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Sóc Trăng, có tuổi thọ lên tới gần 500 năm khi được xây vào khoảng năm 1553. Nơi đây ngoài là nơi cử hành các nghi lễ tôn giáo, đây còn là nơi lưu giữ nhiều giáo lý nhà Phật, nơi diễn ra nhiều lễ hội văn hóa mang tính đặc trưng của dân tộc Khmer. Theo tương truyền thì lúc đầu chùa được xây dựng bằng vật liệu tre, gỗ, lá, từ nguồn đóng góp của các lưu dân trong vùng. Tỉnh ủy. Khi nhắc tới những địa điểm du lịch Sóc Trăng nổi tiếng thì đây là một di tích lịch sử bạn nên ghé qua. Căn cứ tỉnh ủy Sóc Trăng nằm trong một khu rừng tràm thuộc xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Khu căn cứ này được xây từ những năm kháng chiến chống Pháp với diện tích lên tới 310 hectare. Đây là một trong những căn cứ địa quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến dân tộc. Nơi đây được bao phủ bởi hệ thống cây cối, kênh rạch chằng chịt. Phía trong khu căn cứ bao gồm nhiều hạng mục như phòng hội nghị, hầm, lán trại của quân y, điện đài, bảo vệ. Đây chính là một địa điểm du lịch, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc kháng chiến của dân tộc. Cồn Mỹ Phước, nhắc tới miền sông nước không thể bỏ qua những cồn giữa sông với đủ loại cây trái. Cồn Mỹ Phước là một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Sóc Trăng. Nằm giữa sông Hậu, thuộc địa phận xã Nhơn Mỹ, nơi đây có đủ loại trái cây từ sầu riêng, cam quýt tới hồng xiêm, xoài, nhãn. Tới với nơi đây, du khách có thể tha hồ thưởng thức trái cây tươi ngon ngọt mát, ngay tại vườn cùng với những món ăn đặc sản dân dã nơi đây. Những ngày cuối tuần được cùng bạn bè tụ tập vui chơi, hái trái cây ngay tại cồn giữa sông cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Lịch sinh thái Bình An. Khu du lịch sinh thái Bình An là một trong những địa điểm du lịch Sóc Trăng được yêu thích, có địa chỉ tại số 71, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một trong những khu du lịch sinh thái được ưa thích tại nơi này. Khu du lịch sinh thái Bình An hội tụ đầy đủ nhiều hoạt động, trò chơi giải trí, nhà hàng ăn uống, biểu diễn sân khấu, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách khi tới đây. Ngoài ra khuôn viên còn được bố trí hài hòa với nhiều cây xanh, bể bơi, ao cá sen kẽ tạo nên một tổ hợp không gian rất thích hợp cho những chuyến du lịch cuối tuần cho các nhóm bạn hay gia đình.
Tuy vậy nếu chỉ du lịch trong một ngày thì đây cũng là lựa chọn khá thú vị cho bạn. Nếu như bạn đã quá quen thuộc với những công trình mang đậm kiến trúc của người Khmer, thì đây sẽ là nơi cho thấy sự phát triển, hiện đại của Sóc Trăng. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video.